Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên hôm nay xin trân trọng kính chào quý. Từ hôm nay chúng tôi báo cáo tình hình Covid ở Mỹ cho bà con cô bác khắp nơi. Thì hiện nay đã có trên 13.551.000 người đã bị nhiễm Covid-19 và 272.413 người đã tử vong, thưa quý vị. Thì đây là một con số rất là kinh hoàng, cho nên nhiều tiểu bang đã phải thực hiện những biện pháp cách ly, những biện pháp giới nghiêm và những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Tuy nhiên tình hình rất là thê thảm, thưa quý vị. Nói chung là nhiều nơi phải đóng cửa dài hạn, thậm chí là đã khai phá sản vì không thể tiếp tục hoạt động, vì không có khách, vì bị Covid-19, cho nên nhiều người cũng không ra đường. Trái lại tin tức ở Việt Nam thì chỉ có 1.331 trường hợp nhiễm Covid-19 và có 35 trường hợp tử vong. Đây là một con số có thể nói là thấp nhất thế giới và thấp kỷ lục, thưa quý vị. Là một cái thành tích mà chống dịch rất tốt. Thì chúng ta cũng biết là trong một trong những biện pháp mà Việt Nam đó là cách ly 14 ngày hoặc là phong tỏa hoặc là coi như là rất là quyết liệt. Chẳng hạn như trong cái chuyến đi của ông cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Robert O'Brien, thì phía Việt Nam đã từ chối cho phi hành đoàn của ông Robert O'Brien nghỉ tại Việt Nam, thưa quý vị, và yêu cầu họ qua Thái Lan cho tới khi mà chuyến thăm của ông Robert O'Brien sắp kết thúc thì họ quay lại Việt Nam để đón ông Robert O'Brien. Và trong lúc mà phục vụ cho ông Robert O'Brien thì khách sạn cũng thực hiện biện pháp cách ly rất là quyết liệt. Chẳng hạn như họ chỉ để đồ ăn trước cửa phòng cho ông Robert O'Brien mà không phục vụ tận nơi, thưa quý vị. Nói chung là những biện pháp quyết liệt và phòng ngừa một cách chặt chẽ như thế, cho nên chúng ta thấy là Việt Nam đang có một cái tỷ lệ dịch rất là thấp, chỉ có 35 người tử vong, thưa quý vị. Trái lại những cái tin tức đồn bậy, tin thổ tả thì không tính và không kể, thưa quý vị. Những cái tin tức phản động hay là xuyên tạc, chẳng hạn như có một tay ở California tên là Ngô Kỷ tung tin là Việt Nam đã có hơn 20.000 người tử vong, thưa quý vị. Những cái dạng tin tức hết sức bậy bạ, hoặc là có những tên xuyên tạc nói rằng có 13.000 tình báo Hoa Nam đang sẵn sàng vào Việt Nam để làm loạn về vấn đề Covid-19. Những tin tức hoàn toàn xuyên tạc, dựng đứng, vu khống, không có kiểm chứng nào cả. Thì chúng ta thấy là tình hình Covid này đang diễn ra nhiều nơi ở nước Mỹ. Thì có rất nhiều tin tức đồn đoán, đối với vậy, và cũng không có ai có thể kiểm chứng được. Chẳng hạn như có tin tức nói rằng ông Phan Kỳ Nhân là chủ tịch Liên Ủy ban Chống Cộng đã qua đời vì Covid-19, thưa quý vị. Chúng tôi xin thưa đây là những tin đồn không ai kiểm chứng được. Tin tức cuối cùng mà chúng tôi ghi nhận được là ông đã rất già yếu, ngồi xe lăn và đã không tham gia bất cứ sinh hoạt cộng đồng hay hội đoàn nào nữa từ rất lâu, thưa quý vị. Hoặc là những tin đồn trong cộng đồng nói rằng người này bị bệnh Covid-19 đã qua đời chẳng hạn như vậy, thì cũng không ai có thể kiểm chứng được. Trong tuần tới thì Hoa Kỳ sẽ thực hiện đợt chích vaccine COVID-19 với 6.400.000 liều.
Và đợt 2 thì đầu năm 2021 sẽ có 40 triệu liều vaccine. Thì được biết hiện nay nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới cũng đang chạy đua trong cái vấn đề mà tìm ra thuốc đặc trị chống COVID-19. Thì hiện nay ở Hoa Kỳ đã có thuốc đặc trị chống COVID-19, đó là thuốc Regeneron của công ty Regeneron, là thuốc và đã sử dụng cho Tổng thống Donald Trump lúc ông bị mắc dương tính COVID-19. Tuy nhiên giá một đơn thuốc lên tới 1.500 đô la. Và hiện nay là Hoa Kỳ đã bỏ ra 450 triệu đô la để mua các liều thuốc của Regeneron. Tuy nhiên người ta hy vọng là những hãng thuốc khác sẽ ra đời những thuốc có đơn giá rẻ hơn và chất lượng tốt tương đương. Thì chúng tôi cũng nói trước đây là những nơi mà có những khu người Việt sinh sống đông thì hiện nay cũng đã bị COVID-19 hoành hành, thưa quý vị. Chẳng hạn như Nam California, Bắc California, thành phố Houston, Texas, vùng thủ đô Washington DC, vùng New York, vân vân và vân vân. Nhiều nơi cũng đã tái khởi động việc mà bắt buộc phải ở nhà, tức là stay at home order, hoặc là các trường học vẫn tiếp tục học trực tuyến, thưa quý vị. Theo dự tính ban đầu là vào đầu tháng 9 năm 2020 sẽ trở lại trường để học tập. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt 2 và có nơi là đợt 3, do đó mà đã phải đóng các cơ quan, các trường học và các nơi tụ tập làm việc đông người, thưa quý vị. Nói chung cũng gây ra những cái tình thế rất khó khăn. Ngoài cái việc cách ly, hiện nay còn phải đeo khẩu trang gần như là suốt ngày, thưa quý vị. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.